Lao Thang Sài Gòn xin kính chào quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước. Cái lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại đây xin phép quý vị cho tôi chia sẻ cái quan điểm của tôi liên quan đến cái nhân vật trong suốt, người mà đã làm mưa làm gió cộng đồng mạng trong suốt những ngày qua. Thì cách đây khoảng một hôm tôi có xem cái clip của Trọng Súng lên để mà biện minh tất cả những cái hành động, những cái gì mà đã xảy ra trong suốt cái thời gian qua, thì nó có những cái vấn đề nó vô cùng nó nổi bật. Mà những vấn đề này thì tôi xin thưa quý vị thì có thể là một số bà con cũng đã xem, cũng đã tiếp cận, cũng đã hiểu được cái bản chất thực sự ở đây là gì. Nhưng còn một số bà con thì chưa có thời gian để xem nên chưa hiểu được cái bản chất thực sự của cái nhân vật này. Thì hôm nay tôi cũng mang phép quý vị cho tôi nêu cái quan điểm của tôi liên quan đến cái bản chất thực sự của cái nhân vật gọi là Trọng Súng này, cùng một số kênh YouTube mà đã dàn dựng ra một nhân vật, nhào nặn ra một nhân vật mặt dày thế này. Thì thực sự ra thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ nó rõ hơn cho một số cái khía cạnh mà cũng chính miệng Trọng Súng nêu ra trong cái clip đó. Cái thứ nhất thì Trọng Súng nói rằng do Trọng Súng cái thời điểm bây giờ là quá nổi tiếng, cho nên từ tất cả các kênh YouTube và ngay cả bản thân tôi đưa ra bình luận thế này cũng là dựa theo cái sự nổi tiếng của Trọng Súng. Thì tôi công nhận Trọng Súng hiện bây giờ là quá nổi tiếng. Nổi tiếng như thế này nè quý vị, nổi tiếng với một kẻ là vô trách nhiệm với gia đình, đúng không ạ? Anh trên ngồi trước của đồng tiền Mạnh Thường Quân nhưng mà tỏ ra cái thái độ vô ơn. Nó nổi tiếng đến mức là cái bạch dày là nhận tiền Mạnh Thường Quân một khoản rất lớn rồi về anh chơi phung phí, rồi lại lên tại đất Sài Gòn để diễn trò diễn kịch, bán đi cái danh dự rồi lấy những cái đồng tiền thương hại của Mạnh Thường Quân. Tôi nói thật, nếu như mà Trọng Súng nó còn một chút liêm sĩ thì tôi nghĩ nó không bao giờ nó lên cộng đồng mạng có phát ngôn những cái câu từ như thế. Mà phát ngôn những câu từ thế thật sự nó va chạm đến rất nhiều thành phần trong xã hội này, trong đó có những bà con lớn tuổi, trong đó có những kiều bào, những Mạnh Thường Quân đã từng ủng hộ cho nó một khoản tiền. Nó nổi tiếng đó là vì cái thằng này nó siêng ăn nhát làm, nó đã có những cái và mặt dày. Cho nên nói rằng là do cái sự nổi tiếng của nó cho nên cuốn hút rất nhiều anh em YouTube tới quay, thì điều đó không tránh khỏi. Nhưng tôi nói quý vị nè, nếu như nó còn một chút cái danh dự, còn một tí liêm sĩ, nó không bao giờ nó gặp Lê Thanh Thiện để Lê Thanh Thiện đưa nó lên trên cái clip đó và gây nhiễu loạn cộng đồng trong suốt những ngày qua. Và nếu như còn một chút danh dự thì không bao giờ nó trường cái mặt nó lên trên cộng đồng mạng để mà kể như là nó quay từ buôn bán, từ kể như là cuộc sống gia đình của nó. Nó đâu phải là minh tinh, mà nó nổi tiếng cũng do một số kênh truyền thông bản dựng nó lên. Cái này nổi tiếng không phải là theo cái chiều hướng tích cực nha Trọng Súng, mày đang nổi tiếng theo một chiều hướng tiêu cực. Đấy, mày là một trong những cái con sâu của xã hội, chứ mày chẳng có một cái giá trị, chẳng có một cái ý nghĩa gì trong cái mà những cái hình ảnh mà truyền bá trong thời gian qua. Nó không có một cái giá trị nhân văn nào cả. Còn những người đứng lên phản biện cho mày, vì sao? Vì người ta thấy được cái bản chất thực sự bên trong của mày, thấy được những cái hành động mày làm là nó quá vô pháp vô thiên, nó không còn là một cái sĩ diện của một thằng đàn ông thực sự. Chứ không phải người ta mà đứng lên phản biện cho mày là do ganh anh tức ở gì với mày, đúng không ạ? Mà người ta phản biện cho mày vì sao? Vì muốn có một hồi chuông cảnh tỉnh thực sự để cho cộng đồng mạng hiểu
để cho một số bà con ở phương xa hiểu được cái bản chất thực sự của mày là một thằng siêng ăn nhát làm đang sống bu bám vào cái lòng thương hại của một số mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước. Đấy. Đó là những cái nổi tiếng của mày, đúng không ạ? Còn cái thứ hai, mày nói rằng chính mẹ ruột mày cũng đã lên trên một số kênh, cũng đã minh oan cho mày là mày đánh bả. Ta nói mày này rồi xuống này. Bất kỳ cha mẹ nào cũng thương con. Khi mà mày đánh bả, nhưng khi bị dư luận chỉ trích thì tâm lý mẹ nào cũng thương con hết. Cũng thâu ra bây giờ con mình nó lỡ nó dại rồi ra trước để như công chúng để mà nói những lời để nó minh oan cho nó. Thì cái điều đó ta nghĩ là bất kỳ cha mẹ nào nếu mà thương con ai cũng làm đấy. Nhưng mà vô hình chung cũng từ vấn đề đó mà tạo cho những chủng loại người như thế mày có thêm những cơ hội để xâm phạm đến đấng sanh thành. Đấy. Chứ nếu như ta nói là thương con á, mà có cách mày làm sai sẵn sàng á, cho mày đi cải tạo vài tháng, tao đảm bảo cái mặt mày cũng không bao giờ dám tái phạm lần hai. Chứ mày đừng nói là cái mày không đánh mẹ mày, chính mẹ vợ mày đã lên sóng rất nhiều kênh để mà nói đến cái sự việc là mày kể như là đánh mẹ ruột lên bờ xuống ruộng. Bây giờ mày lên mà nói là do chính mẹ ruột mày cũng lên là biện minh lại vấn đề và cũng đã giải oan nha mày trên một số khác. Chẳng qua là mẹ ruột của mày thương mày cho nên mới có những cái lời nói để xoa dịu đi, để cho mày có một cơ hội để mà làm lại từ đầu. Tuy nhiên mày là một thằng không biết tận dụng, không biết trân trọng cái cơ hội mà xã hội đã ban tặng, đúng không? Nếu mày biết trân trọng, nếu mà biết tận dụng cái cơ hội mà xã hội đã dành tặng cho mày, những cái ân huệ, thì mày không bao giờ mà xuất hiện ở trên Sài Gòn này cái lần thứ hai để mà mày bu víu vào tình thương của Mạnh Thường Quân. Vì mày không còn một chút cái danh dự, không còn một tí gì gọi là liêm sĩ, cho nên mày lên đó rồi mày diễn đủ các trò. Mày nghĩ rằng những cái gì mày nói ở cộng đồng mạng là có thể mày đánh lừa được toàn bộ tất cả bà con hay sao? Chẳng qua tao nói trọng xuống này. Bà con họ luôn luôn có cái lòng từ bi, họ sẵn sàng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Tuy nhiên mày chạy lại nhưng mày không quay đầu. Đấy. Mày chạy lại chẳng qua trên cái hình thức để mày tiếp tục có những cái mưu mô đằng sau để mày cũng là rút ruột của Mạnh Thường Quân thôi. Chứ mày chạy lại mày không có một cái động thái gọi là quay đầu ăn năn hối cải. Dĩ nhiên thưa quý bà con, đó là những cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân nhưng không phải là tiền của tôi, cũng chẳng phải tiền của quý vị, đúng không? Nhưng chúng ta phải lên tiếng cho cái trường hợp thế này. Vì sao? Vì nó đang sống trên một cái tình thương của người khác mà nó không biết trân quý. Nó là một trong những dạng tầm gửi. Nó bám vào thân chủ nó sống và để thân chủ là mất dinh dưỡng là mà chết theo luôn. Đó là một trong những cái tầm gửi rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải có những tiếng nói mạnh mẽ, có những tiếng nói nó phân tích ra đâu là đúng, đâu là sai. Chứ không thể mà cứ để cho những kẻ này cứ nhương 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 tự đắc rồi lên trên cộng đồng mạng giống như ta đây là một ngôi sao, giống ta đây là một diễn viên. Còn cái vấn đề thì vấn đề mà hiến máu đồ xíu tôi sẽ nói sau, nhưng cái vấn đề thế này quý vị nè, như quý vị cũng có gia đình đúng không ạ? Có bao giờ quý vị mà cãi nhau với vợ quý vị có gọi bạn bè tới để làm chứng hay không? Cái nhất, cái thứ hai, rồi quý vị rủi mà ai vô tình quay được cái phim đó, quý vị có dám là bảo người ta tung lên mạng hay không? Trong đó quý vị vẫn đang sống với vợ quý vị. Chỉ có những thằng, tôi xin lỗi tôi nói câu này nó hơi bị quá, chỉ có những thằng ở đầu bò, đúng không? Nó mới không có lập trường trong cái vấn đề mà xử lý cái việc gia đình, mới nhờ anh hàng xóm tới để mà làm chứng, đúng không? Nó không đủ bản lĩnh, nó không đủ cái sự mà tỉnh táo, không đủ cái sự khôn ngoan để mà xử lý trong cái việc gia đình, cho nên mới phải nhờ anh hàng xóm, đúng không? Mà nó nhờ anh hàng xóm tới chứng kiến được rồi phải quay phim
rồi tung thước phim nó lên trên cộng đồng mạng. Và dưới sự cho phép của Trọng Súng thì tôi hỏi quý vị, nó là một chủng loại gì? Có phải nó lựa vào cái thời điểm đó để nó muốn trở gây nên một cái sự chú ý của cộng đồng hay không? Tôi nghĩ có. Đúng không? Vì cái clip đó là cái như là gần cả 100.000 người xem. Nó không gây sự chú ý sao được? Cho nên nó bằng đủ mọi thủ đoạn, mục đích của nó là gì? Gây sự chú ý. Gây sự chú ý. Cho nên tôi nói câu cá thì nó câu bằng lưỡi câu không ăn thua nữa, bây giờ nó dùng lưới nó buông, dùng lưới nó bủa, hoặc là dùng điện nó chích, hoặc là nó dùng thuốc nó rải, nó mới lấy được số lượng nhiều. Cho nên những ngày qua là rất nhiều cái kênh YouTube bẩn, thì tôi nói thẳng luôn, rất nhiều kênh YouTube bẩn bu bám vô để quay, để mang chất là để quảng bá hình ảnh với Trọng Súng. Chứ nếu như những kênh YouTube này nó còn một chút liêm sĩ, nó còn một chút sĩ diện, nó biết điều đó là đang tiếp tay cho một kẻ đang phá hoại trên cái luân thường đạo lý, đang phá hoại trên cái niềm tin của một số mạnh thường quân, thì nó sẽ dừng lại. Chứ không bao giờ nó cứ một ngày nó phát bao nhiêu clip, một ngày phát bao nhiêu clip. Trong đó có thằng Nhịp Sông Điêu, thằng Bình Định Giao Yêu, là hai thằng này là mang chắc hai thằng là để đỡ đầu. Nó đưa lên rất nhiều cái clip mà có những cái câu từ, tôi hỏi quý vị này, nó nói là nó không kêu gọi mạnh thường quân, thế thì những cái hành động nó đưa những cái tư tiêu đề, rồi nó đưa những cái thời điểm mưa gió, rồi những lúc mà không có khách hàng, đó có phải là gì? Nó cũng đang đánh động vào lòng thương của người khác, động vào lòng thương hại của người ta, cho nên người ta thấy thế người ta mới xót và bỏ tiền ra để mua giải vây cho nó. Đó là một trong những cái hành động kêu gọi mạnh thường quân đó chứ. Đó là một trong những hành động mà cũng đánh động và làm thương hại của người khác. Đúng quý bà con. Sao lại nói là không? Cho nên tôi nói cái chủng loại người này, nó ăn xong nó vuốt miệng, nó còn tệ hơn một con gà. Ăn xong là phủi mỏ đó. Và cái lòng tham của nó tệ hơn một con cầy. Ăn rồi, ăn cha đã rồi còn liếm mép, còn cảm thấy thèm khát. Cho nên nó mới tăng cường cái đám YouTube đám lâu la này để mà tiếp tục để quay, tiếp tục để dàn dựng những cảnh mưa, người ta buôn bán người ta phải chạy, phải trốn, phải tránh cái mưa, còn nó là trường cái mặt ra mưa để nó quay. Đó là một trong những ngoại cảnh mà nó dùng ngoại cảnh đó để nó tác động vào lòng thương của quý vị. Cho nên quý vị xem một thước phim cũng nên biết đâu là thật, đâu là giả. Một thước phim thế nào là cố tình dàn dựng. Dĩ nhiên trời mưa nó không thể dàn dựng trời mưa, nhưng nó lấy cái ngoại cảnh trời mưa đó để nó đưa vô cái hình ảnh trong thước phim đó, để đánh động vào lòng từ bi của quý vị. Đó là một trong những cái chiêu để rút ruột quý vị. Nó đang sống trên tầm gửi tìm tình thương của quý vị. Đấy. Chưa bao giờ có một thằng nào mà đi buôn bán trái cây mà nó nổi tiếng như Trọng Súng. Nó nổi tiếng vì sao? Nó không còn một chút gì là biết mắc cỡ. Nó càng đưa lên hình ảnh càng nhiều, nó càng cảm thấy là nó dương dương tự đắc, nó đang thành công. Nó thích quay phim hơn là thích buôn bán, thích chăm lo cuộc sống gia đình. Dĩ nhiên, cái cuộc sống gia đình của nó thì nó có phải có trách nhiệm. Đúng không? Mình nói chẳng qua mình nói là mình để mình cảnh báo cho một số bà con ở phương xa, để có những cái nhìn nhận thực sự cho cái công tác mà kêu gọi cái tình thương của bà con mạnh thường quân là đang và đã hiện tại bây giờ rất dùng nhiều những cái thủ đoạn, tôi phải gọi là thủ đoạn, nó quá ghê cơ. Ngoài xã hội còn biết bao nhiêu người bán trái cây, ngoài xã hội còn biết bao nhiêu người mà có cái cuộc sống, có hoàn cảnh bi ai hơn Trọng Súng. Mà sao là cái châm vô thành Trọng Súng để quay? Vì sao? Vì thành Trọng Súng dù sao á, thời gian trước đây và những ngày mà nó nằm bụi nằm bờ, nó nằm dưới gầm cầu,
Nó chấp nhận, nó chui cái đầu vô trong cái thùng rác để nhặt thức ăn. Nó chấp nhận để con nó muỗi cắn mấy đêm trời, nó chấp nhận mà nhịn đói để cho quay xong cái thước phim rồi nó mới ăn cơm. Vì sao nó mua cả hai hộp cơm nó cho mấy đứa con nó ăn? Nó đánh động vào lòng thương của một số bà con đến bây giờ vẫn còn hiệu quả. Cho nên á, những ngày qua là đại đa số quý vị có một cái sự lầm tưởng rằng chậm súng đông quay đầu, hối cải để làm lại từ đầu. Nhưng đó không phải, đó là một trong những chiêu trò. Cho nên tôi nói là cái con ngựa hoang là khó thuần chủng, và nó là một trong những con ngựa hoang. Nó chẳng phải là một cái gì nó siêu sao, nó chẳng phải là một cái gì mà phải để cho lên sóng thường xuyên, phải để những kênh YouTube này tăng cường quay phim 24 trên 24. Tôi nói cái này nó hơi bị tệ một xíu. Trừ khi thằng Trọng Súng nó đi vệ sinh và nó sinh hoạt vợ chồng là coi như là nó chưa được lên ảnh. Chưa được lên ảnh. Còn tất cả những cái gì mà tồi bại nhất của thằng Trọng Súng cũng đã được lên hình ảnh hết rồi. Cái tồi bại nhất nó đưa vợ đưa con nó ra, nó xí mạt, nó chửi bới vợ con nó trên trên cộng đồng mạng thì quý vị cũng thấy rồi. Nó nói là cái như là giữa nó vợ nó là bây giờ sống trên cái danh nghĩa, chẳng có một tình cảm gì cả. Cái chuyện đó là chuyện của vợ chồng, không cần thiết phải lên cộng đồng mạng để mà buông những lời như thế. Đó là một thằng đàn ông như thế là thực sự thằng này hết xài. Cái thứ hai nữa thì khi nó phát lên cái clip của một kênh khác thì nó có nói rằng là vợ chồng nó bây giờ cũng đã hiểu nhau rồi, cách nhau 2 ngày, cách nhau 2 ngày giờ hiểu nhau rồi, giờ sống lại bình thường. Cho nên quý vị cứ xem nó mà nó chạy nó dẫn dầm 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 nữa, mà tôi thật sự cũng có rất nhiều người cũng quá thần tượng nó, cũng vỗ tay hoan hô, cũng là chúc mừng cho Trọng Súng răng 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 răng. Tôi không hiểu là mấy cái gì này có những cái lòng từ bi thực sự hay là mắt nhắm mắt mở để cho qua chuyện. Mà đại đa số tôi thật sự ra những người mà đang theo dõi những cái kênh đó, như Bình Định Dấu Yêu, Nhịp Sống Điêu với một số kênh bản cái nó truyền thông thành Trọng Súng đó, là những người đó thật sự cũng thiếu đi một cái sự chứng kiến. Xem rồi tỏ vẻ là thích thú, ủng hộ cổ súy cho những hành động sai quay. Xem rồi còn chúc mừng cho nó cái vấn đề nó nói láo thành công. Nó đang tìm mẹ nó, mà thật sự tôi cũng có rất nhiều clip tôi nói về vấn đề này. Thật sự nó không phải lên đây tìm mẹ nó đâu quý vị. Người nó tìm đó là Mạnh Thường Quân, người nó tìm là một số kênh YouTube bản. Người nó tìm đó là những người sẵn sàng để lăng xê nó lên, để nó đánh vào lòng thương hại của Mạnh Thường Quân, chứ không phải là mẹ nó. Mẹ nó đâu Sài Gòn đấy mà lên Sài Gòn tìm. Nó nói rằng khi nó trường mặt lên cộng đồng mạng thì nó không sợ chủ nợ để tới để đòi, đúng không ạ? Vì nó đã có sự thương thảo với chủ nợ rồi. Thế thì tôi hỏi quý vị, cái này có phải là nó tự dậm chân nó hay không? Nó đã thương thảo được với những chủ nợ thì lý do gì nó phải đi trốn nợ? Nó đã thương thảo được với chủ nợ thì không có thằng nào ngu mà dẫn con dẫn cái ra vỉa hè vỉa đường ngủ, đúng không? Ai cũng thương con. Nhưng đằng này tôi nói quý vị rồi, nó đang dùng khổ nhục kế, mà những cái hình nó đưa ra đó là những đấng sinh thành, những đứa con thơ để ra ngồi bụi ngồi bờ ăn cơm thừa canh canh cạnh, nằm ngủ vỉa hè vỉa cầm cái dưới cầm cầu để đánh động vào lòng thương hại của người khác. Cho nên đâu phải là lên ra tìm mẹ thật sự, mà cũng vô rằng 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 chúc mừng con, chúc mừng cháu, chúc mừng em, chúc mừng anh. Quý vị thấy không? Chứ là một trong những cái mà nó có thể nó lấy đi sự thương xót của quý vị là bằng những thủ đoạn vỡ nợ, trốn giang hồ,
con đâu, và nó cũng đã dùng, vừa rồi nó cũng đã dùng cái chiêu là con đâu trên cái một cái clip của một cái kênh. Mà cái này chẳng những nó dùng mà đại gia Phúc Không Đồng là đang dùng cho nó, đang ốp vô cái vấn đề là con đâu, cũng đã đánh động vào lòng từ bi của người khác, đúng không? Chứ còn nếu như ngoài nó ra nó không đánh động vào lòng từ bi của khác, không bao giờ đưa ra những người thân, những người ruột thịt của nó để nó đưa lên cộng đồng, trong đó có mẹ, có con, có vợ, nó bất chấp. Cho nên xem thằng này đúng là, cho tôi phải kết luận lại một vấn đề là Trạm Súng hiện bây giờ đang rất nổi tiếng, nhưng nổi tiếng theo cái chiều hướng tiêu cực, nó gây một cái sự chú ý và một sự phẫn nộ cho cộng đồng, và nó gây nên một cái sự là mất niềm tin trong tất cả các mạnh thường quân đã và đang ủng hộ cho cái thời gian trước, và hiện bây giờ nó đang gây nhiễu nhương của một cái cuộc sống thường nhật. Nó đang làm nhiễu những cái thông tin, cho nên bây giờ thực sự không biết ai là tốt, ai là xấu, không biết ai là thật, ai là giả. Nó làm mất đi niềm tin của tất cả các bà con mà đã và đang có cái tâm từ và muốn sẵn sàng để làm những cái điều nó tốt đẹp hơn cho đời. Chia sẻ những cái gì mình may mắn đến người khác, thì bây giờ thực sự xin thưa quý bà con thì có rất nhiều người đang chùn bước. Vì những chủng loại này nó cũng đã và đang gây mưa gọi gió, và nó có những cái chiêu trò khó mà chấp nhận. Cho nên nó nói tôi là ngồi ở nhà để moi bóc thông tin, nhưng thực sự cái này là nếu mà quý vị chịu khó mà suy nghĩ một xíu, nhìn vào là cái như quý vị phát hiện đó là những thước phim như thế nào, và mục đích của những thước phim là dàn dựng lên để làm gì, chứ không cần thiết. Không có tôi thì cũng có người khác đứng lên nói như thế. Vì sao? Cái chuyện nó quá trái. Cái chuyện này không thể chấp nhận, và cũng không thể mà im lặng để cho bọn này nó làm cả. Nó cố tình nó dương dương tự đắc. Nó nghĩ là những cái mà nó làm vừa qua là không ai biết, trời không biết mà đất không hay. Rồi càng ngày quý vị thấy, càng ngày nó có những cái cử chỉ, những hành động nó càng lố lăng. Ngay cả thằng diễn viên mà những thằng đạo diễn. Cho nên tôi nói rằng một cái cục xúc xích ấy, là có thể đúc ra được thành một con bò. Và thằng Trạm Súng là một trong những hệ lụy như thế. Cho nên đừng bao giờ mà lên cộng đồng mạng để mà dẫn dắt dư luận, để đánh động vào lòng từ bi của người khác. Và hãy sống cho chính cái bản thân của mình. Và clip này tôi xin phép quý vị cho tôi kết thúc clip ở đây. Một lần nữa tôi chúc quý vị cái lời chúc là sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý vị.